cập nhật tin tức Hoa Kỳ và thế giới. Bản tin hôm nay bao gồm những nội dung chính sau. Công lý được thực thi. Tòa án tối cao bác bỏ quyết định của Bộ Tư pháp Biden về vụ việc ngày 6 tháng 1. Kẻ thù thực sự đứng sau giật dây. Chính quyền Biden đang bị thao túng bởi chính phủ ngầm của Obama. Tội phạm tràn lan, an ninh bất ổn. San Francisco không còn là thành phố Mỹ nữa rồi. Và sau đây là phần tin chi tiết. Kính thưa quý vị, hôm nay, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã ra một phán quyết công bằng. Các công tố viên thuộc Bộ Tư pháp của chính quyền Biden đã vượt quá thẩm quyền trong việc truy tố những người biểu tình ôn hòa tham gia sự kiện ngày 6 tháng 1 tại Điện Capitol. Vụ việc này bắt nguồn từ một vụ kiện do cựu cảnh sát Joseph Fisher đệ trình. Fisher là một trong hơn 300 người bị buộc tội cản trở một thủ tục chính thức tại Capitol. Trong phán quyết với tỷ lệ 6-3, thẩm phán tự do J. Brown Jackson đã cùng với các thẩm phán bảo thủ chiếm thế đa số. Tuy nhiên, thẩm phán Amy Coney Barrett đã phá vỡ sự đồng thuận và cùng với các thẩm phán Sotomayor và Kagan phản đối quyết định này. Phán quyết này đảo ngược quyết định của tòa án cấp dưới và trả lại vụ việc cho tòa án phúc thẩm DC. Có thể buộc các công tố viên phải xem xét lại một số vụ án đã kết án những người biểu tình ngày 6 tháng 1. Ngày sau phán quyết, Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland đã bày tỏ sự thất vọng trong một tuyên bố. Tôi thất vọng về quyết định hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng tất cả các công cụ sẵn có để buộc những kẻ chịu trách nhiệm hình sự về cuộc tấn công ngày 6 tháng 1 vào nền dân chủ của chúng ta. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện, nghị sĩ Jim Jordan từ Ohio đã ca ngợi phán quyết này. Ông tuyên bố, quyết định của tòa án tối cao là sự khẳng định của luật pháp và là lời nhắc nhở rằng quốc hội, chứ không phải là các công tố viên vượt quyền mới là cơ quan ban hành luật. Vụ án của Joseph Fisher là một trong những vụ án nổi bật nhất liên quan đến sự kiện ngày 6 tháng 1 và có thể có tác động lớn đến các vụ án khác, bao gồm cả vụ án của cựu tổng thống Donald Trump. Theo phân tích của một cựu công tố viên, phán quyết này có thể làm yếu đi hai trong bốn cáo buộc vi hiến liên quan đến hành vi cản trở của cựu tổng thống Trump. Jonathan, một cựu công tố viên với 19 năm kinh nghiệm, cho biết, các thẩm phán thường không thích khi các công tố viên làm những việc quá đà hoặc lạm quyền, luật này không được tạo ra cho tình huống này. Nếu các công tố viên muốn có một luật phù hợp với hành vi này, họ nên thông qua một luật mới. Quyết định này cho thấy tòa án đang kiểm soát lại các công tố viên, bất kể quan điểm của họ về hành vi thực tế. Jason, một chuyên gia khác, cũng cho rằng bộ tư pháp của Biden đã đi quá xa trong cách họ truy tố những người biểu tình ngày 6 tháng 1, mặc dù ông hiểu lý do tại sao tòa án tối cao lại đưa ra quyết định như vậy. Thẩm phán Roberts, người đã viết ý kiến đa số, chỉ ra rằng nếu các công tố viên liên tục lạm dụng quyền lực Điều này có thể được sử dụng để truy tố mọi loại nhà hoạt động và người biểu tình theo luật hình sự. Điều này có nghĩa là bất kỳ ai, từ những người biểu tình của tổ chức Pink đến những người la hét trong các phiên hợp, cũng có thể bị truy tố vì cản trở các thủ tục chính thức. Phán quyết của tòa án tối cao hôm nay là một chiến thắng lớn đối với những người biểu tình ngày 6 tháng 1 và là một đòn giáng mạnh vào bộ tư pháp của chính quyền Biden. Quyết định này không chỉ ảnh hưởng đến các vụ án hiện tại, mà còn đặt ra những câu hỏi quan trọng về quyền hạn của các công tố viên liên bang và cách họ sử dụng luật pháp để truy tố các vụ án hình sự. Trong bối cảnh này, cuộc chiến pháp lý xung quanh sự kiện ngày 6 tháng 1 chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của công chúng. Kính thưa quý vị thân mến, trong bối cảnh đương kim Tổng thống Biden đang chật vật tìm lại tiếng nói của mình trong cuộc tranh luận không cân sức với đối thủ của ông ta, cựu Tổng thống Donald Trump, thì ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang bị điều hành bởi một chính phủ ngầm đứng sau hậu trường kẻ đứng đằng sau chi phối ông Tổng thống bù nhìn, không ai khác chính là cựu Tổng thống Barack Obama và đội ngũ của ông ta. Một trong những tiếng nói nổi bật lên tiếng về vấn đề nguy hiểm này là nghị sĩ Claudia Tenney, thành viên của Ủy ban Cách thức và Phương tiện Hạ viện. Trong một buổi phỏng vấn mới đây, nghị sĩ Claudia Tenney đã bày tỏ lo ngại về tình trạng kém cỏi của Tổng thống Biden, đặc biệt là sau cuộc tranh luận đầu tiên với Tổng thống Trump. Tenney nói, tình hình đã trở nên tồi tệ hơn gấp nhiều lần cho Tổng thống Biden kể từ cuộc tranh luận. Bà cũng nhấn mạnh rằng ngay cả ban biên tập của tờ New York Times cũng đã ngắn ngẩm, kêu gọi Biden rút lui khỏi cuộc đua vì lợi ích của đất nước. Tenny cho rằng cuộc tranh luận đã tạo cơ hội cho đảng Dân Chủ tìm cách loại bỏ Biden. Bà giải thích, tôi đã hiểu lý do tại sao chúng ta có cuộc tranh luận trước hội nghị. Đó là để tạo ra một cái cớ cho đảng Dân Chủ loại bỏ Joe Biden. Tuy nhiên, Bà cũng tin rằng đảng Dân Chủ hiện tại vẫn chưa sẵn sàng làm điều đó. Và một phần nguyên nhân là do ông lớn phía sau. Cựu Tổng thống Obama đã ám chỉ rằng Biden nên tiếp tục màn trình diễn của mình. Nghị sĩ Tenney khẳng định, Obama và đội ngũ cực đoan của ông ta đang thao túng chính phủ từ trong bóng tối, bảo đảm mọi thứ diễn ra đúng theo kế hoạch của cựu Tổng thống đảng Dân Chủ cấp tiến. Bà so sánh điều này với một chính quyền kiểu liên xô hoặc một chính quyền chính trị kiểu máy móc, nơi không quan trọng ai đứng đầu mà quan trọng là những gì mà thế lực đứng sau có thể thực hiện. Tenney cũng nhấn mạnh rằng màn trình diễn kém cỏi của Biden trong cuộc tranh luận đã khiến các đối thủ của Mỹ trở nên mạnh mẽ hơn. Bà nói, màn trình diễn của Biden là một mối đe dọa an ninh quốc gia. Kẻ thù của chúng ta đã và đang theo dõi sát sao màn trình diễn của ông ta và điều đó thật đáng sợ. Một điểm đáng chú ý khác trong cuộc phỏng vấn là vai trò của truyền thông. Tenney chỉ trích truyền thông đã không làm tròn nhiệm vụ của mình khi bảo vệ Biden và che giấu những yếu kém của ông ta trước công chúng Hoa Kỳ. Bà nhấn mạnh rằng truyền thông nên trở lại với vai trò cung cấp thông tin công bằng và không thiên vị để người dân có thể đưa ra quyết định đúng đắn. Những ý kiến từ nghị sĩ Claudia Tenney đã tạo ra một bức tranh rõ ràng về tình trạng suy đồi hiện tại của chính quyền Biden và những thách thức đang đối mặt. Suy cho cùng, Biden cùng chính quyền của ông ta chỉ là con rối do Obama tạo ra để mặc cho ông ta phía sau âm thầm lặng lẽ làm những việc tàn ác mà không gặp bất cứ rắc rối nào. Kính thưa quý vị, vấn nạn tội phạm đang ngày càng lan rộng khắp các ngõ ngách, các con hẻm của những thành phố rộng lớn tại Hoa Kỳ, khiến người dân đang ngày càng bất an và lo lắng. Phần lớn nguyên nhân dẫn đến hiện trạng này là do chính sách quản lý và an ninh công cộng lỏng lẻo dưới thời chính quyền Joe Biden. Kevin O'Leary, nhà đầu tư nổi tiếng và là một trong những ngôi sao lớn của chương trình Shark Tank, đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ tình trạng hiện tại của thành phố San Francisco, gọi nơi này là vùng đất hoang tàn và khẳng định rằng San Francisco không còn là thành phố của nước Mỹ nữa. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, O'Leary bày tỏ sự bức xúc về tình trạng tội phạm và an ninh tại các thành phố lớn như New York, Chicago và San Francisco. Ông nhấn mạnh rằng, vì để bảo vệ bản thân mình, tôi giờ đây không thể đi bộ vào ban đêm ở San Francisco và New York cũng đang trở nên vô cùng nguy hiểm. Tôi không còn có thể đeo đồng hồ và đi dạo trên những con đường ở các thành phố này nữa. Đó là một điều đáng buồn đối với tôi và với người dân Hoa Kỳ đang sinh sống tại đây. O'Leary cũng chỉ trích cách quản lý của các chính trị gia địa phương, cho rằng họ không đủ khả năng điều hành các thành phố lớn. Ông đặc biệt nhấn mạnh vào tình trạng ở San Francisco, nơi ông cho rằng tình trạng tội phạm và chính sách kém đã biến thành phố này thành một nơi nguy hiểm và không thể kinh doanh. Nhà đầu tư Shark Tank cũng thảo luận về việc tăng lương tối thiểu ở California đặc biệt là tại San Francisco. Ông cho biết, một nhà hàng McDonald's lâu đời tại thành phố này đã phải đóng cửa vào cuối tuần qua vì mức lương tối thiểu tăng từ 16 lên 20 đô la một giờ. Ông khẳng định đó là một sai lầm tai hại và những chính sách này đang làm tổn hại đến môi trường kinh doanh và đẩy các doanh nghiệp ra khỏi bang. O'Leary nói thêm, California đang bị rỗng ruột. Ông nhấn mạnh rằng nhiều doanh nghiệp và cá nhân có thu nhập cao đang rời bỏ bang này để chuyển đến các nơi như Tennessee, Texas và Florida nơi có môi trường kinh doanh thuận lợi hơn. Ông còn cho biết thêm, ông không còn đầu tư vào các startup ở California nữa và khi ông quyết định đầu tư cho một doanh nghiệp nào đó, ông nhất định sẽ chuyển chúng ra khỏi bang. O'Leary cũng chỉ trích mạnh mẽ thống đốc California Gavin Newsom và cho rằng ông này cần phải tập trung vào việc cải thiện tình hình tại bang trước khi nghĩ đến việc tranh cử tổng thống. Ông nói, mọi người đều nhận ra rằng nơi này là một thảm họa chỉ vì những sai lầm trong chính sách của Đảng Dân chủ và chính quyền Biden hãy đến và tự mình thấy rõ đi dạo quanh san francisco nó không còn là nước mỹ nữa đơn giản là vậy thôi những nhận xét của kevin o'leary về tình trạng của san francisco và các thành phố lớn khác ở mỹ đã nhận được sự tán thành của nhiều người dân hoa kỳ rất nhiều người đồng ý với quan điểm của ông cho rằng các chính sách và cách quản lý yếu kém hiện tại đang gây hậu quả khủng khiếp cho các thành phố này